Chào mừng các em đã đến với www.sửamáy66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Vợ chồng A Vũ. Trích Tô Hoài. A. Kiến thức cơ bản. Một la mã về tác giả. Tô Hoài, tên khai sinh là Nguyễn Sen. Ông sinh năm 1920 ở làng Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, Phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông cũ, nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tô Hoài gia nhập Hội Văn hóa Cứu Quốc từ năm 1943. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cũng như khi hòa bình lập lại, ông chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực báo chí và văn nghệ. Đến với văn chương, Tô Hoài sớm gây được sự chú ý với truyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Từ sau năm 1954, ông viết nhiều và thành công ở nhiều thể loại khác nhau, từ truyện ngắn, truyện dài, hồi ký, đến kịch bản phim, rồi tiểu luận và kinh nghiệm sáng tác. Năm 1996, Tô Hoài được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Những tác phẩm chính: Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, truyện năm 1941, O Chuột, tập truyện năm 1942, Quê Người, tiểu thuyết năm 1942, Nhà Nghèo, tập truyện ngắn năm 1944, Truyện Tây Bắc, tập truyện năm 1953, Miền Tây, tiểu thuyết năm 1967, Các Bụi Chân Ai, hồi ký năm 1992, Chiều Chiều, tự truyện năm 1999, Ba Người Khác, tiểu thuyết năm 2006. Hai la mã về tác phẩm. Một, xuất xứ. Vợ chồng A Phủ in trong tập Truyện Tây Bắc, tác phẩm được trao giải nhất về truyện ký, cùng với Đất Nước Đứng Lên của Nguyên Ngọc. Giải thưởng của Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1954-1955. Truyện Tây Bắc là kết quả của chuyến thâm nhập thực tế của Tô Hoài cùng bộ đội vào giải phóng Tây Bắc năm 1952. Trong chuyến đi này, Tô Hoài đã sống và gắn bó nghĩa tình với đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông, và chính cuộc sống của đồng bào các dân tộc miền núi đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo để Tô Hoài hoàn thành ba truyện ngắn Cứu Đất Cứu Mường, Mường Dơn và Vợ Chồng A Phủ. 2. Nội dung. A. Trong phần 1 của truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ, Mỹ là nhân vật chính, nhân vật được nhà văn Dụng Công thể hiện nhiều nhất. Đoạn kể chuyện Mỹ ở Hồng Ngài đã tái hiện quãng đời tối tăm tủi nhục của Mỹ. Mỹ vốn là một trong những cô gái xinh đẹp nhất Hồng Ngài, nhưng vừa lớn lên, Mỹ đã phải gánh trên vai món nợ truyền kiếp từ đời cha mẹ. Cha mẹ Mỹ không trả được nợ, cha con thống lý bắt Mỹ về làm dâu gạt nợ. Mỹ trở thành đứa con dâu hờ, trở thành người ở không công cho nhà thống lý pá tra. Ngày qua ngày, Mỹ sống lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Mỹ nín lặng, âm thầm chịu đựng số phận như bao người đàn bà khác, ở Hồng Ngài bị rơi vào nhà thống lý pá tra. Nhưng Mỹ đã vùng lên, cắt dây trói giải thoát cho A Phủ. Mỹ cứu A Phủ, đồng thời giải thoát cho chính cuộc đời mình. Có thể nói, trong phần 1 của truyện, số phận và tính cách của Mỹ được miêu tả có nhiều nét đạt tới mức điển hình cho hình ảnh những người phụ nữ lao động nghèo miền núi trước cách mạng. Xét về thân phận, A Phủ cũng là một chàng trai nghèo như Mỹ. A Phủ gan góc và mạnh mẽ. Đứng trước sự bất công, A Phủ đã hành động một cách quyết liệt, đúng với bản năng của một con người ham thích cuộc sống tự do. A Phủ đánh A Sử bị thương trong cuộc chơi giữa các trai làng. Khi bị bắt về, bị phạt vạ, A Phủ vẫn cứng rắn và nhẫn nhục chịu đòn. Khát khao tự do và tính cách mạnh mẽ thể hiện rõ nhất trong đoạn A Phủ đỡ Mị băng chạy xuống dốc núi để đến miền đất mới phiền xa. B. Có thể nói, đoạn Mị cởi trói giải thoát cho A Phủ là một trong những đoạn truyện thể hiện tài năng miêu tả tâm lý xuất sắc của Tô Hoài. Sau những đêm tình mùa xuân, sau những lần vùng lên mạnh mẽ nhưng bị chà đạp tàn nhẫn, ngọn lửa tình yêu và tự do trong Mị nguội dần, nhưng nó không tắt mà vẫn âm ỉ cháy. Trước việc A Phủ bị đánh và bị trói, ban đầu Mị rất dửng dưng. Mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy, cũng thế thôi. Mị vẫn trở dậy, vẫn sưởi. Chỉ biết chỉ còn ở với ngọn lửa. Thế nhưng một đêm, Mị lé mắt trông sang, thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở. Một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại. Mị chợt động lòng thương.
Mị thương, bởi mị nhớ lại đêm năm trước A Sử trói mị. Nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau được. Lòng thương người của mị bắt đầu từ sự thương thân. Thương thân rồi thương người, rồi nhận ra chúng nó thật độc ác. Tâm lý mị lúc này diễn biến thay đổi rất nhanh. Trước đó mị đã từng sợ hãi, nhưng giờ đây làm sao mị cũng không thấy sợ. Và mị đã cắt nút dây mây, cởi trói, giải thoát cho A Phủ. Hành động của mị được Tô Hoài miêu tả rất tự nhiên, phù hợp với quá trình phát triển của tính cách nhân vật. C. Truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài mang tính nhân đạo sâu sắc. Giá trị nhân đạo của tác phẩm trước hết thể hiện ở sự cảm thông sâu sắc với số phận của những con người bất hạnh. Ở khía cạnh này, Tô Hoài tỏ ra am hiểu sâu sắc từ đời sống vật chất đến đời sống tâm lý của đồng bào các dân tộc miền núi Tây Bắc. Trong khi miêu tả, bên cạnh sự cảm thông với những trớ trêu của số phận nhân vật, tác giả còn phê phán sâu sắc bọn chúa đất miền núi, những thế lực chà đạp con người. Cảm thông và chia sẻ, Tô Hoài phát hiện và trân trọng những phẩm chất cao đẹp của con người, nhất là tình yêu tự do và sức sống tiềm tàng mãnh liệt của người dân miền núi Tây Bắc. Yêu thương và căm giận hòa trộn, Tô Hoài đã không chấp nhận nhìn nhân vật của mình rơi vào ngõ cụt. Phần 1 khép lại với một kết thúc mở, Mỹ và A Phủ đã được giải phóng, và ở phần 2, họ trở thành vợ chồng, đã có cuộc sống mới được soi đường bởi lý tưởng cách mạng. Vợ chồng A Phủ là một trong những truyện giải quyết được khá sớm vấn đề số phận của con người trong xã hội cũ. 3. Nghệ thuật. Vợ chồng A Phủ là một truyện ngắn đậm chất thơ. Ngôn ngữ và lời văn giàu tính tạo hình và gợi cảm. Truyện cũng thể hiện tài năng của Tô Hoài trong nghệ thuật trần thuật, xây dựng đối thoại và miêu tả nội tâm nhân vật. 4. Chủ đề. Vợ chồng A Phủ đặt ra vấn đề số phận con người, những con người dưới đáy của xã hội, bị tước đoạt hết tài sản, bị bóc lột sức lao động và bị chà đạp về nhân phẩm. Giải quyết vấn đề số phận con người, Tô Hoài đã thức tỉnh họ, đưa họ đến với cách mạng và mở ra cho họ một cuộc sống mới. B. Luyện tập. Một La Mã, câu hỏi và đề văn. Câu 1. Phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật Mỹ trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài. Câu 2. Phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật Mỹ trong đoạn Mỹ cởi trói cho A Phủ. Câu 3. Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ. Hai La Mã, gợi ý. Câu 1. Các ý chính. Không khí rạo rực và rất đặc biệt của mùa xuân ở Hồng Ngài năm ấy là nguyên nhân chính khiến tâm hồn vốn đã chai sạn của Mỹ bỗng nhiên thức tỉnh. Không khí Tết được gọi về bởi thời tiết, gió và rét rất dữ dội. Những âm thanh rộn ràng của trẻ thơ chơi đùa, của tiếng chó sủa xa xa gọi những đêm tình mùa xuân và đặc biệt là của tiếng sáo gọi bạn tình. Màu sắc sặc sỡ của váy áo phơi trên các mỏm đá, tất cả đánh thức kỷ niệm trong tâm hồn Mỹ. Mỹ đã thức tỉnh và muốn thoát khỏi thực tại. Mỹ tìm đến rượu, uống rượu. Mỹ sống lại cả một thời xuân sắc, đó là thời con gái trẻ trung và kiêu hãnh. Ai cũng có một thời như thế, và Mỹ thấy nao nao tiếc nuối. Trong men rượu nồng nàn, tai Mỹ rập rờn tiếng sáo. Lúc ấy, Mỹ thực sự đã sống dậy với tuổi trẻ và tình yêu. Mỹ vùng dậy, Mỹ muốn đi chơi. Đúng lúc ấy, A Sử về. Hắn trói Mỹ, khiến Mỹ không đi được. Mỹ đau nhức, xót xa và tủi hổ vô cùng. Thế nhưng, dù bị trói, tâm hồn Mỹ vẫn đi theo những cuộc chơi, vẫn rập rờn theo tiếng sáo gọi bạn tình. Khi sức sống đã nổi dậy, nó phá tan mọi sự trói buộc. Sự trói buộc lúc ấy không khuất phục được con người. Có chăng nó chỉ làm cho khát vọng sống trở nên mạnh mẽ hơn lên mà thôi. Câu 2. Tham khảo mục A, 2 La Mã, 2, B. Câu 3. Phân tích các ý sau để làm rõ giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ. Sự cảm thông sâu sắc của nhà văn đối với số phận bất hạnh của con người. Sự trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của họ. Sự phê phán quyết liệt những thế lực chà đạp con người. Giải phóng con người khỏi sự chà đạp, mở ra cho họ một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.